Bộ Công an vừa gửi thư khen Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Đà Nẵng về thành tích cứu người mắc kẹt trong lũ dữ tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang. Trong thư khen, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá đây là thành tích xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng cảnh sát cứu nạn cứu hộ thuộc Công an thành phố Đà Nẵng, điển hình cho truyền thống lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, góp phần tô thắm thêm thành tích vẻ vang trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát nhân dân. Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng nhận tin báo có hai phụ nữ và 4 trẻ em từ 5 đến 11 tuổi bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao tại bờ suối thuộc xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng xuất lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Sau 1 giờ đồng hồ, các nạn nhân đã được lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa vào khu vực an toàn.